Hi, xin chào mọi người đến với kênh YouTube phòng kinh doanh xe cũ của hãng xe Ford Bình Triệu ha. Hôm nay giới thiệu đúng con xe Ford luôn, Transit 16 chỗ bản chữ ha, SVB. Thì con này giá rất là rẻ. Giá mình sẽ công bố vào cuối cái video này ha. Thì xin giới thiệu sơ qua về mặt tổng quan phía bên ngoài. Nhìn xe đời 2019 nha, xe chạy mới có 9.000 cây à, gọi như xe lướt, xe còn rất là đẹp. Biển số 63 Tiền Giang ha. Đây, xe thì xuất tháng 6 năm 2019. Nhìn tổng thể con xe Transit này nhìn còn ngon lành, rất là ngon lành, chạy mà 9.000 thì coi như là giống như xe mới ha. Xe này đây mọi người thấy từ mâm đến ngoài thất ha. Xe có rèm sẵn ha. Lấy con này thì về hầu như mọi người là mình chạy luôn thôi, chạy dịch vụ luôn thôi chứ không còn làm gì đâu. Xe thì trang bị ghế da rồi là rèm, rồi rèm chân nắng rồi. Mở phía sau cho mọi người xem ha. Đây, mọi thứ còn rất là mới. Ghế da ở trên thì có bọc trần 5D, chạy dịch vụ thì khỏi lo ha. Ok, nhìn cho nó thoáng, rất là đẹp. Xe Transit mà chạy lướt cũng hiếm lắm ha, lâu lâu mới có chiếc. Ai có nhu cầu con Transit 16 chỗ này, Ford Transit 16 chỗ, liên hệ với em để đàm phán cái giá thương lượng. Xe này đặc biệt em có hỗ trợ vay trả góp cho quý anh chị nào có nhu cầu mua xe thì xin liên hệ với em qua số điện thoại hotline trên màn hình. Rồi, bước vào cái nội thất phía bên trong xe. Đây mọi người ha. Bật chìa khóa. Đây mọi người order mọi người ha, không phải 9.000 mà 8.700, 2.723, gần như là 9.000. Rồi, xe lên cái này này, lên cái DVD màn hình để trí rồi, rất là ok, cảm ứng ha. Chờ nó reset lên ha, dòng chữ nó chạy xong mới xài được. Android 4G nha, rất là mạnh mẽ, mạng 4G. Tay số Transit thì thường thường nằm trên này nha. Đây, xe đẹp lắm ha, học để giấy tờ ha, rất là tiện lợi ha. Xe trên chít thì khỏi chê rồi. Ok mọi người ơi, lên rồi nè, xem màn hình đẹp không, ứng dụng ha, bật vào ứng dụng rồi ra những cái ứng dụng, cái hệ điều hành Android ha, có rất là đầy đủ những cái tiện nghi 4G luôn, thì có trình nhạc vô là nghe thôi, khỏi cần kết nối gì hết ha. Rồi ok, đây giới thiệu sơ qua về cái này rồi, tiếp tục mình sẽ giới thiệu tổng quan về phía hàng ghế phía sau. Xin mọi người cùng mình tham quan cái Transit này nhá, ghế phía sau. Giá nó là 649 triệu nha, rất là rẻ ha. Rồi ok, rẻ hơn nếu mà so với xe mới, thì xe này tiết kiệm hơn 100 triệu nha mọi người.
Nếu mà làm kinh doanh thì nên đầu tư những con xe như thế này. Chưa đầu tư đã thấy lời rồi ha. Tại xe chạy mới có 8.700 thì chưa mua là biết lời rồi. Giới thiệu sâu và giới thiệu kỹ cho mọi người luôn ha. Cái trần này, trần da ha, 5D á. Rồi rèm nè, rèm che nắng ha. Ghế da đi từng hàng ghế một cho mọi người xem nhá. Rất là ok. Bên này đang còn cái búa đập kính ha. Rồi, mọi người có quan tâm tới cái dòng xe Genesis này liên hệ với em để được đàm phán giá thương lượng. Nhớ like và subscribe kênh YouTube của em để đón xem nhiều cái video hay ha. Xin cảm ơn mọi người nhiều.